cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng hoa. Đây là nơi cung cấp lượng hoa lớn nhất cho thủ đô và các vùng lân cận. Thời điểm này, những người dân trồng hoa nơi đây đang tập trung chăm sóc cho vườn hoa để kịp thời vào mùa thu hoạch Tết. Ngoài các phương pháp chăm sóc kỹ thuật truyền thống, thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các loại hoa. Nói chung tất cả các loại hoa thì mỗi loại nó sẽ phụ thuộc vào cái thời tiết. Nếu mà từ 25 độ trở xuống mà từ 18 độ hắt lên thì hoa, tất cả các loại hoa rất là đẹp. Hoa gì màu sắc cũng nó sẽ đặc trưng của nó. Gia đình anh Nguyễn Khắc Tăng đã trồng hoa được ngoài 20 năm. Riêng hoa ly được trồng từ năm 2007 đến bây giờ vẫn được duy trì. Hiện tại, gia đình anh đã mở rộng diện tích trồng ly lên đến 3 mẫu đất. Theo anh Tăng, về thời điểm cuối năm này, anh và nhiều hộ gia đình khác thường trồng ly để chuyên phục vụ thị trường Tết. Ngoài ra, còn tập trung chăm sóc các loại hoa khác như hoa đồng tiền, hoa cúc, hoa hồng. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá hoa xuất khẩu ra thị trường dự kiến cũng có những biến động nhất định. Giá hoa năm nay nếu mà không có biến động gì về dịch bệnh thì khả năng năm nay là giá hoa nó sẽ hơn mọi năm, chắc chắn hơn mọi năm. Vì là do ảnh hưởng dịch từ đầu năm đến giờ là cái số lượng bà con rồng là nó cũng giảm đi và rồng nó không ổ ạt nữa. Hoa ly được xem là loại hoa mang lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy, người dân nơi đây mong muốn thời tiết thuận lợi để có một mùa hoa đẹp cung cấp vào đúng dịp Tết Nguyên đán.